Tổng cộng có 1.900 công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán. Vậy thì làm sao để lựa chọn cổ phiếu A hay cổ phiếu B, cổ phiếu ngành dầu khí hay cổ phiếu ngành ngân hàng? Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách chọn cổ phiếu nếu như các bạn chưa biết cách chọn cổ phiếu cho riêng mình. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh của mình. Dành cho bạn nào lần đầu tiên ghé xem kênh của mình thì đây là kênh mà mình chia sẻ về kinh nghiệm kiếm tiền và du lịch. Một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách chọn cổ phiếu của mình với một người tay mơ mới vào nghề đầu tư chứng khoán, hoặc là bạn đang lăn tăn không biết là nên chọn cổ phiếu A hay cổ phiếu B, cổ phiếu ngành nào. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách rất là cơ bản về cách chọn cổ phiếu trong video ngày hôm nay. Đầu tiên á, là các bạn sẽ vô trang web là WeChat này ha. Rồi các bạn nhấp vô báo cáo phân tích. Và sau khi nhấp vô báo cáo phân tích thì nó sẽ có rất là nhiều bài báo cáo phân tích và cái triển vọng của từng doanh nghiệp. Thì bây giờ ở đây nếu mà các bạn không trả phí thì nó sẽ bị khóa ở bên đây. Thì làm sao để mà coi được những cái báo cáo phân tích này? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách của mình ha. Thì đầu tiên là các bạn nhấp vô cái này DVD và nhấp vô tiếp là cái này, và nhấp vô tiếp là cái báo cáo của SSI, thì nó sẽ ra được là cái báo cáo phân tích ha. Đây, ở đây nó có là của công ty SSI, thì mình nhấp vô đây mình coi, thì SSI nó có khuyến nghị nè. Rồi mình sẽ bắt đầu mình đọc những cái bài này. Mình đọc những cái bài này xong, mình sẽ biết được là cái chu kỳ của cái ngành này nó đang ở đâu, và cái lợi nhuận quý này, tháng này của công ty nó là như thế nào. Thì sau khi mà mình đọc xong rồi thì mình sẽ biết được là cái cổ phiếu của mình nó đang ở cái chu kỳ tăng trưởng hay là nó đang ở cái chu kỳ là phục hồi. Tiếp theo á, là mình sẽ coi là cái giá cổ phiếu nó diễn biến như thế nào. Thì các bạn sẽ qua trang là Vietstock để các bạn coi cái giá cổ phiếu. Thì như mình coi đó, thì cái giá cổ phiếu này theo thời gian thì nó tăng trưởng mà nó không chỉnh luôn các bạn. Tại sao lại nó lại tăng trưởng như vậy, và cái thanh khoản của nó có nhiều hay không? Đối với mình á, thì một cái cổ phiếu mà mỗi ngày giao dịch trên vài tỷ á, thì mình nghĩ rằng á, là nó là nhiều rồi ha. Nó đủ cho các bạn, gọi là nếu mà tổng vốn của các bạn là tầm 1 tỷ á, thì các bạn vào những cái cổ phiếu này thì nó cũng được, chứ nó không có gì mà đáng lo ngại cả. Nên là mình thấy là cái cổ phiếu này nó cũng ổn. Và sau khi mà mình thấy cái cổ phiếu này ổn rồi á, thì mình sẽ bắt đầu á, là mình qua WeChat tiếp và mình coi là cái tài sản, cái nguồn vốn và cái lưu chuyển tiền tệ nó như thế nào. Thì đây là cái cách của mình làm. Mình cũng vô trang WeChat và mình đánh chữ DVD lên đây. Sau khi mà bạn đánh chữ DVD lên đây thì nó sẽ ra cái này, và các bạn nhấp vô cái này thì nó sẽ ra là ở dưới là nó có cái biểu đồ tài sản. Thì trong cái biểu đồ tài sản thì các bạn coi là nó có những gì đáng chú ý. Thứ nhất á, là mình bình thường mình coi á, là tiền nó có nhiều hay không. Thì đối với công ty này thì tiền nó đang ít ha. Đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn là bao nhiêu. Rồi các khoản phải thu, thì ở đây mình có một cái lưu ý là bạn sẽ thấy là cái khoản phải thu nó chiếm tới là 25% trên tổng vốn. Thì cái này đây là một điểm lưu ý, và một lát nữa mình sẽ vô chi tiết báo cáo tài chính để mình coi ra là cái khoản phải thu này nó là cái gì. Tiếp theo là cái hàng tồn kho của công ty này cũng đáng lưu tâm. Tại sao hàng tồn kho nó lại tăng lên? Thì đây mình qua đọc báo cáo phân tích á, thì mình sẽ biết được á, là đây là một công ty nó về ngành dược. Thì công ty về ngành dược thì khi mà nó tăng cái lượng hàng tồn kho của nó lên, có nghĩa là nó sắp tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, nên là nó mới có thể tăng hàng tồn kho này lên. Hoặc là cái hướng thứ hai là cái hàng tồn kho này nó đang bị ế và nó không bán được, và mình sẽ coi là nó thuộc dạng trường hợp nào. Thuộc dạng trường hợp là nó muốn tăng cái hàng tồn kho lên để mà nó tăng doanh thu lợi nhuận, hay là nó bị ế sản phẩm và tương lai của nó sẽ phá sản. Nhưng mà mình nghĩ rằng á, là tương lai của nó phá sản á, thì giá cổ phiếu của nó không có tăng đều đều như vậy được đâu các bạn. Nên là mình nghĩ rằng cái hướng số 1 là cái hướng tăng doanh thu và lợi nhuận là cái hướng khả quan hơn ha. Vậy thì chốt lại là mình sẽ quan tâm đến cái mục khoản phải thu thôi, còn cái mục hàng tồn kho thì mình không quan tâm.
Tiếp theo là cái tài sản dễ dàng dài hạn, thì các bạn sẽ thấy là trong 3 quý gần nhất, cái tài sản dễ dàng dài hạn của nó đã giảm và nó chuyển qua tài sản cố định. Và từ đó thì mình sẽ biết được là có thể là công ty này nó đã xây xong một phần nhà máy và nó đưa vào vận hành. Thì một lát mình sẽ phân tích tiếp tới cái cục là tài sản dễ dàng và tài sản cố định. Tiếp theo là mình sẽ coi là cái cơ cấu nguồn vốn của nó như thế nào. Thì ở đây mình sẽ thấy là cái phần nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của nó thì rất là ít ha. Và cái nợ ngắn hạn và cái nợ dài hạn mà ít như vậy mà cái cục phải thu như vậy thì nó cũng gọi là sao ta, nó không có đáng để mà lưu tâm. Trừ khi nào mà bạn vay nợ nhiều mà bạn phải thu nhiều thì cái phần mà chi phí cho lãi vay nó mới đáng lưu tâm. Còn cái này nó vay nợ rất là ít, và chính vì nó vay nợ rất là ít như vậy nên là cái khoản phải thu này nó cũng không có ảnh hưởng. Và một lát mình cũng phải phân tích coi là cái khoản phải thu này nó là cái gì và công ty nào phải thu cái cục này thì mình mới biết được ha. Bây giờ tiếp theo mình sẽ coi tiếp đến cái dòng tiền lưu chuyển tiền. Thì mình thấy rằng là cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là cái mà màu xanh da trời nè, thì hàng quý nó đều thu tiền về từ cái hoạt động kinh doanh. Và cái quý này thì có cái cục là lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính nó rất là cao. Và bây giờ mình sẽ phân tích với các bạn về hai vấn đề nãy giờ mình nói. Vấn đề thứ nhất là cái khoản phải thu này nó là cái gì, và cái vấn đề thứ hai là cái lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính của nó là cái gì. Một lưu ý khi mà tìm hiểu một công ty nữa là cái thời gian mà để bạn tìm hiểu một công ty nó có thể kéo dài từ 3 tháng đến 1 năm. Bạn mới có thể am hiểu ngành nghề của công ty và bạn mới có thể am hiểu cái công ty đó thiệt là nhiều, và bạn có thể mua cái cổ phiếu đó ở một cái giá tốt để mà kỳ vọng nó tăng trưởng, nó tăng giá cổ phiếu trong tương lai. Chứ không phải là các bạn tìm một ngày hai ngày là nó có thể ra được một cái cổ phiếu cho các bạn nắm giữ đâu ha. Nên là mình nghĩ rằng là bạn phải bỏ thật là nhiều thời gian để tìm hiểu, xem YouTube rồi xem đọc báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán thì các bạn mới có thể am hiểu cái công ty đó được mà các bạn nắm giữ dài hạn trong thời gian tới. Nên là mình nghĩ rằng là đây là những cái gợi ý của mình, và từ những cái gợi ý đó thì các bạn có thể tự mày mò, tự đặt câu hỏi. Ở bên nhà nó đang phun cái máy xịt nước để mở rửa xe nên là hơi có tạp âm xíu, hơi cây nhà lá vườn xíu, các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ quan tâm hai vấn đề chính, đó chính là các khoản phải thu và cái lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính ở trong quý này. Tại sao nó lại như thế này? Thì bây giờ mình sẽ vào trang cà phê app và mình cũng đánh chữ DBD ở trên đây, trên góc này. DBD đây, nó ra công ty ngành dược nè. Thì khi mà vô đây thì mình sẽ bắt đầu là mình tìm cái báo cáo tài chính ở dưới là cái mục này. Đây có cái chữ báo cáo tải báo cáo tài chính nè. Rồi sau khi nhấp vô đây thì mình sẽ qua được trang bên đây. Thì khi mày qua được trang bên đây thì nó sẽ như thế này ha, nó sẽ hiện lên như thế này. Và các bạn sẽ zoom cái này lên để cho nó phóng to lên, và phóng to đến 150 thì ok rồi. Đó thì báo cáo tài chính quý 2 nè. Thì nãy mình nói là mình sẽ quan tâm đến các khoản phải thu đúng không, thì mình kéo xuống đây trong phần tài sản ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khách hàng nè. Mình sẽ thấy tại sao ở đây mình lại quan tâm các khoản phải thu. Thì ở đây cái cục khoản phải thu này là nó chiếm 25% trong tổng tài sản. Nếu mà mình nói xui á thì cái khoản phải thu này nó mất đi, là có nghĩa là cái cục tài sản của công ty này nó sẽ mất 25%. Và đồng nghĩa với các bạn, ví dụ như mua cổ phiếu với giá 100.000 thì đương nhiên là bạn sẽ mất 25.000 một cổ phiếu, có nghĩa là giá cổ phiếu nó phải về 75.000 nha. Nên là mình phải quan tâm cái cục khoản phải thu này coi là nó có thu được hay không. Và sau khi mà vào cái này xong, các bạn sẽ thấy là nó nằm ở mục số 6 đúng không. Nằm mục số 6 thì mình kéo xuống phần số 6 ở dưới đây. Đây phải thu ngắn hạn khách hàng nè. Thì ở đây là nó chỉ là có một cái công ty, đây là 45 tỷ, còn lại là cái mục khác. Cái mục khác là đến 432 tỷ lần các bạn. Và tại sao quý trước thì là 455 mà quý này
lại là 432 mà nó không giảm xuống nhiều nữa, và cái cục khác này là cái cục gì? Thì hiện tại mình nói thiệt với các bạn là mình không đầu tư cổ phiếu này, và mình cũng không biết là cái cục khác này là cái cục gì luôn. Nên là bây giờ á, mình nói thiệt là đối với quan điểm của mình, mặc dù là giá cổ phiếu nó tăng rất là đẹp, rất là sướng, rất là nhiều, và cái doanh thu lợi nhuận của nó thu tiền về đều đều, nhưng cái khoản phải thu này nó chiếm một cái tỷ trọng lớn trong cái tổng tài sản, và cái khoản phải thu này không biết là cái gì, nên mình với quan điểm của mình sẽ không đầu tư vào công ty này. Nhưng mà lỡ lấy cái doanh nghiệp này để mà làm mẫu với các bạn, nên là mình sẽ làm tới cùng để khúc chót luôn, để các bạn hiểu là cái quy trình mà lọc cổ phiếu của mình là như thế nào ha. Thì ở đây là cái mục khác này là thấy là không tin tưởng được rồi nè, là không thể đầu tư rồi nè. Rồi tiếp theo mình sẽ phân tích tiếp đến cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính, coi là tại sao mà nó bị âm một cái cục như thế này, nó rót tiền đi đâu. Thì á, mình kéo lên lại cái mục là báo cáo lưu chuyển tiền tệ, là cái bảng số 3 đây, lưu chuyển tiền tệ nè ha. Thì ở đây nó có là lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính nè. Thì ở đây nó đi vay 72, nó trả nợ gốc vay 123, và cái tiền nó trả cổ tức là 144. Thì mình coi coi là quá khứ nó có trả cổ tức hay không. Thì ở đây nó có ghi nè, vào tháng 3 năm 2022 nó có trả cổ tức bằng tiền là 2.000 đồng một cổ phiếu. Đến nay thì chưa có. Thì tháng 3 năm 2022 mà đến hôm nay nó mới ghi vô đây hả ta? Lạ quá ha. Đó, thì nó cũng là một cái mà mình cũng đang đặt câu hỏi là tại sao mà bây giờ nó mới bỏ vô đây nè ha. Thì đó là toàn bộ cái quy trình lọc cổ phiếu của mình, để mình coi coi là công ty này, doanh nghiệp này nó làm ăn như thế nào. Và trước mắt là mình thấy là có cứng cứng khoản phải thu, nên là nói thiệt là cũng không muốn phân tích nữa ha. Nên là mình sẽ làm mẫu thêm một cái cổ phiếu nữa, đó chính là cái cổ phiếu mà mình cũng đang đạt tỷ suất lợi nhuận rất là cao, khoảng 70%, đó chính là Sona Digi Châu Đức. Và bình thường á thì tại vì mình tìm hiểu công ty này cũng gần 2 năm rồi các bạn, nên là mình nói thiệt là mỗi tháng á, hoặc là lâu lâu á, thì mình lên mình đọc một tí xíu và mình tìm hiểu một tí xíu. Thì nói chung là nó là một cái cả một cái quy trình rất là dài, chứ nó không phải là một ngày một bữa. Nhưng mà bây giờ á, mình lên mình chia sẻ với các bạn cái quy trình mà về cái cổ phiếu này á, thì nó cũng rất là khó, và nó tùy theo từng thời điểm. Giống như là những cái video trước của mình phân tích về cái mã cổ phiếu SSC này á, thì ngay cái thời điểm mà khó khăn là khoảng cuối năm 2022 á, cái doanh nghiệp bất động sản phá sản, rồi bất động sản bị tắt thanh khoản rồi này nọ, thì lúc đó mình lại phân tích không có phân tích về cái gọi là tài sản dễ dàng nữa, không có phân tích về tài sản cố định hoặc là bất động sản nó có bao nhiêu nữa, mà mình chỉ phân tích một điều là cái dòng tiền của công ty nó có đủ trả lãi hàng tháng hay không, và liệu rằng nó có bể nợ hay không. Còn sau khi mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn đến cái giai đoạn bây giờ rồi á, thì mình mới bắt đầu lại phân tích là cái tài sản dễ dàng của nó và cái tài sản cố định của nó và bất động sản của nó là như thế nào. Và cái quy trình mà mình tìm hiểu thì mình cũng đọc khoảng 3 báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán, rồi xong rồi mình cũng lập ra là cái quy trình thu tiền của doanh nghiệp này nó như thế nào, và cái tài sản dễ dàng của nó là gồm những gì, tài sản cố định là gồm những gì, và bất động sản đầu tư là gồm những gì, và cái dòng tiền kinh doanh nó thu được từ những cái này là bao nhiêu, và nó có kỳ vọng gì cho tương lai. Thì đó là cái cách phân tích của mình. Và hiện tại á, thì mình thấy là đến quý 2 năm 2023 mình cũng đã phân tích với các bạn là cái quy mô tài sản của nó không thay đổi. Nhưng khi mà đọc vào cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh á, thì nó đã có sự thay đổi rõ rệt từ cái lợi nhuận sau thuế ha. Cái lợi nhuận sau thuế của nó tăng trưởng cũng khá là tốt. Và sau khi mà đọc được á, thì mình biết được á, là nó đã phục hồi được cái lợi nhuận từ cái mảng là cho thuê khu công nghiệp ha. Thì mình chỉ muốn nói với các bạn một điều là khi mà các bạn lựa chọn một cái công ty nào đó để mà đầu tư á, thì các bạn thứ nhất là phải mất từ 3 tháng đến 1 năm thì các bạn mới có thể am hiểu một cái ngành nghề cũng như là am hiểu cái công ty của các bạn đang đầu tư, chứ không phải là
một ngày một bữa. Và cái thứ hai mình muốn nói với các bạn là các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ, thật là sâu về cái công ty mà các bạn đã đầu tư, và từ đó thì các bạn mới có thể là nắm giữ cái doanh nghiệp của các bạn thiệt là lâu, trong một thời gian đủ lâu để mà nó có sự phản ứng, để mà nó có thể tăng giá, có thể là gấp đôi, có thể gấp ba, hoặc ít nhất cũng là 50% trên cái tổng tài sản của các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến đây. Nếu mà có câu hỏi thắc mắc nào, mong rằng bạn hãy comment bên dưới. Còn nếu mà thấy video của mình có được, mong rằng bạn hãy nhấn nút like và chia sẻ cho những người nào cần nó. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lần sau.